Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay Quà Tặng Mẹ sẽ giới thiệu với các bạn một dòng bàn chải mới, đó chính là bàn chải Oral-B. Và Oral-B được sử dụng như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta cùng trải nghiệm nhé. Đây là chiếc bàn chải Oral-B có xuất xứ từ Úc. Khi các bạn mua cái sản phẩm này về thì bên trong sản phẩm sẽ có một cái đầu sạc như thế này và một cái bàn chải. Lần đầu tiên khi mà chúng ta sạc cái sản phẩm này thì các bạn nên nhớ là chúng ta sạc 8 tiếng đồng hồ nhé. Và sử dụng cho đến khi hết pin. Cái đầu sạc như thế này thì chúng ta sẽ cắm vào đế, cắm vào như thế này. Sản phẩm như thế này khi mà sạc đầy pin thì có thể sử dụng được 5 ngày. Sau 5 ngày thì chúng ta lại tiếp tục sạc pin thêm 8 tiếng nữa để đảm bảo tuổi thọ pin được bền lâu nhé. Và cái đầu sạc này được thiết kế theo các cái chấu điện tại Úc, cho nên là nó hơi bị xéo như thế này nè các bạn. Và để tương thích với cái đầu sạc của Việt Nam thì chúng ta cần phải mua một cái đầu ba chấu bên ngoài như thế này. Một sản phẩm đầu ba chấu bên ngoài như thế này thì có thể là giá dao động từ 3 đến 5 nghìn. Thì chúng ta khi chúng ta đó chúng ta gắn vào thì nó sẽ thích ứng được với cái chuôi cắm của Việt Nam của chúng ta. Các dòng bàn chải Oral-B thì có các loại như thế này này các bạn. Và có cả cái dòng sản phẩm dành cho trẻ em nữa. Và các bạn biết là được thiết kế rất là tỉ mỉ, hình ảnh các cái nàng công chúa, các cái hình ảnh của phim hoạt hình rất là phù hợp với sở thích của bé. Thì hy vọng rằng với cái sản phẩm như thế này thì các bé sẽ siêng năng cái việc chăm sóc răng miệng nhiều hơn mà các ba mẹ không cần phải nhắc nhở nhiều. Và điều đặc biệt nữa là đầu bàn chải này có thể tháo lắp ra nha các bạn. Vì theo như lời khuyên của các chuyên gia thì chúng ta nên thay đầu bàn chải vào 3 tháng một lần để đảm bảo được cái việc chăm sóc răng miệng đạt hiệu quả tốt nhất. Thì khi thay thế như vậy chúng ta sẽ không cần phải mua một chiếc bàn chải mới mà chỉ cần mua đầu thay bàn chải thôi. Thì hiện nay dòng bàn chải Oral-B có những cái loại đầu bàn chải thay thế như thế này. Chúng ta chỉ cần mua về và thay vào thôi nhé. Quay trở lại với cách sử dụng bàn chải Oral-B như thế nào thì chúng ta sẽ cùng chú ý nhé. Đây là cái nút bấm nè, khi chúng ta ấn vào ở đây thì bàn chải sẽ xoay đều. Và tưởng tượng cái bàn tay này là hàm răng của chúng ta, thì chúng ta chỉ cần áp cái đầu bàn chải vào trong răng. Thì nhớ là không đè mạnh quá nhé. Thì bàn chải sẽ tự xoay và làm sạch răng của chúng ta, hiệu quả gấp 4-5 lần với cái bàn chải đánh răng bình thường của chúng ta luôn á. Theo như các chuyên gia hàng đầu về chăm sóc răng miệng thì khuyên chúng ta nên chải răng trong vòng 2 phút. Cái bàn chải này đã được cài đặt sẵn với ứng dụng 2 phút cho mỗi lần đánh răng. Sau 2 phút bàn chải sẽ thay đổi tốc độ và có dấu hiệu báo cho chúng ta biết là nó khựng khựng lại, để cho chúng ta biết là chúng ta đã chải răng đủ 2 phút rồi và chúng ta nên ngừng việc đánh răng lại. Răng của chúng ta đã sạch. Chiếc bàn chải này thì sau 2 lần đầu sạc pin, mỗi lần là 8 tiếng, thì những lần sau đó chỉ cần sạc 2 tiếng là pin đã đầy và đủ cho bạn sử dụng trong vòng 5 ngày. Các bạn lưu ý là bên dưới chiếc bàn chải có một chiếc lỗ nhỏ, và với chiếc lỗ này thì các bạn nên chú ý không nên cho nước vào bên trong nhé. Nếu mà nước vào bên trong sẽ làm hư các cái mạch điện bên trong và bàn chải chúng ta sẽ bị hư. Vì thế chúng ta nên chú ý và không cho nước vào lỗ này nhé. Tốt hơn hết là chúng ta nên để bàn chải ở những nơi khô ráo sau khi sử dụng. Và khi sạc pin thì cũng nên là sạc bên ngoài nhà tắm, không nên sạc trong nhà tắm, sẽ làm cho tuổi thọ của pin bị giảm đi nhé. Hy vọng rằng với chiếc bàn chải này thì các bạn sẽ có thể chăm sóc răng miệng một cách tốt nhất rồi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Sản phẩm hiện đang được bán trên kênh quatangme.com. Để tìm mua sản phẩm một cách nhanh chóng, các bạn cũng có thể liên hệ qua số hotline 0906 771 880. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Quà Tặng Mẹ để không bỏ qua những thông tin thú vị và bổ ích các bạn nhé.